Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tà nhãn này mặc dù nhìn thì mạnh, nhưng mà thuộc tính không phải là hệ tinh thần thuần túy, càng giống như là một phong cách hỗn tạp. Đây không phải là thứ mình muốn. À không, ta không cố ý làm phiền các người, tiếp tục. Wow, nhanh như thế đã hóa địch thành bạn rồi sao? Nếu các ngươi đã muốn đấu. Vậy thì đấu. Chỉ với chấn động từ linh hồn hồn hoàn thứ nhất mà đã khiến cho hai con hồn thú vạn năm này nổ tung rồi. Tinh thần lực rốt cuộc đã đạt đến mức độ nào? Đây là cái gì? Tinh hạch của tà nhãn bạo quân. Có điều đã rỗng rồi. Linh hồn chạy thoát đó còn có thể có ký ức không nhỉ? Nghĩa nào nói còn muốn thu hút chúa tể tà nhãn bạch quân nào khác chắc? Hình như là không có khả năng lắm. Là chúa tể chân chính của rừng rậm tám à? Chết một đồ tôn đồ đệ mà còn cần hắn đích thân xuất mã hay sao? Vẫn nên rút thôi. Là mà có cảm giác vừa rồi giết chết hỏa tà bạo quân đó sẽ mang đến phiền phức. Sau khi tỉnh lại còn chưa nhìn thấy tinh thần chi hải biến thành dáng vẻ gì. Đây còn là tinh thần chi hải của mình sao? Đây là sau khi tinh thần được thực chất hóa thì chiếu rọi tinh thần ở trong tinh thần chi hải. Thu Nhi, em tặng cho anh quá nhiều. Thu Nhi cũng từng nói với mình hồn cốt và hồn hoàn đều sẽ ban cho mình một hồn kỹ. Vậy thì năng lực hồn hoàn thứ 6. Viễn cảnh tinh thần, năng lực tinh thần loại lãnh vực. Với tu vi tinh thần lực hiện tại của mình, vậy mà còn bị bắn vào tâm trí, rơi vào huyễn cảnh tinh thần. Nghĩa nào may mắn của mình hết rồi, thật sự dẫn dụ chúa tà ta nhãn bạo quân đến sao? Linh hồn xung kích. Giỏi, rất giỏi, con người thú vị, chả trách dám xông vào lãnh địa của ta. Thì ra lại có sở trường và năng lực tinh thần. Xem ra ngươi cố ý săn giết tộc nhân của ta nhỉ? Chỉ là đáng tiếc, cho dù ngươi là hồn sơ thuộc tính tinh thần thì hôm nay cũng chết chắc rồi. 12 xúc tu, mình may mắn thế à? Đây là ta nhãn bạo quân tu vi 10 vạn năm. Có điều mặc dù món ngon nhưng cũng phải ăn được cái đã. Vị trí trước mắt này hình như không dễ dàng bị ăn nắm. Có điều ai sống ai chết cũng phải đánh mới biết được.